Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Kênh Baza Telegram cho biết, trong ngày đầu tiên diễn ra bầu cử Tổng thống Nga, nhà chức trách đã bắt giữ một phụ nữ trẻ ở thủ đô Moscow sau khi người này cố tình đổ chất lỏng vào thùng bỏ phiếu bầu. Cụ thể, người phụ nữ trẻ đã bước vào một điểm bỏ phiếu ở quận Đông Bắc thủ đô, rồi đổ lon nước sắt trùng màu xanh lá cây vào thùng phiếu, trong khi hô vang khẩu hiệu ủng hộ Ukraine. Trong đoạn video ghi lại vụ việc, cô gái cũng được nhìn thấy đang liên lạc với ai đó qua điện thoại. Các nhân chứng đã nói với giới truyền thông rằng người này dường như bị ai đó điều phối từ xa. Ủy ban điều tra Nga tại Moscow sau đó thông báo đã bắt giữ người phụ nữ nói trên và tiến hành khởi tố cô với cáo buộc cản trở quyền bầu cử. Nếu bị kết tội, cô sẽ phải đối mặt với án tù từ 3 đến 5 năm. Một sự cố phá hoại tương tự cũng liên quan đến chất lỏng màu xanh lá cây được báo cáo ở thành phố Boristograd thuộc vùng Voronezh. Trong khi đó, các nhà chức trách ở thành phố Rostov và nước Cộng hòa Karachay, Cherkessia thuộc Nga đã phát hiện các nỗ lực làm hỏng phiếu bầu của cử tri bằng mực ủy ban bầu cử trung ương nga cec đã yêu cầu tăng cường an ninh nhằm bảo vệ các thùng phiếu sau những sự cố này phó chủ tịch cec nikolai buraev tuyên bố để đảm bảo an ninh cho các thùng phiếu nhân viên cec sẽ phối hợp cùng lực lượng cảnh sát và vệ binh quốc gia ông cho biết những lá phiếu bị hủy hoại không thể kiểm đếm được đồng nghĩa với việc những kẻ phá hoại đang ăn cắp phiếu bầu của người dân nga một cách hiệu quả chủ tịch ccla pamvirova tuyên bố trước cuộc bầu cử rằng ủy ban bầu cử trung ương biết rằng những hành động khiêu khích có thể nhằm mục đích làm gián đoạn quá trình bầu cử nhưng cam kết những hành động này sẽ không thành công trong việc ảnh hưởng đến cuộc bỏ phiếu Năm nay, có bốn ứng viên chạy đua giành chức Tổng thống Nga, trong đó Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin tranh cử với tư cách ứng viên độc lập. Các ứng viên còn lại gồm lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự do Leonid Slutsky, đại diện Đảng Cộng sản Nga Nikolai Karistonov và ứng viên Đảng Những Con Người Mới Vladislav Davanskov. Đây sẽ là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở Nga sau cải cách hiến pháp năm 2020, trong đó thiết lập giới hạn hai nhiệm kỳ 6 năm cho bất kỳ người nào giữ chức vụ nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng tạo điều kiện cho ông Putin có cơ hội tái tranh cử. Trong bối cảnh bế tắc trên chiến trường do thiếu đạn dược và nhân lực, Ukraine tăng cường tấn công sâu vào đằng sau chiến tuyến của Nga. Nhằm vào tàu chiến, các tuyến đường sắt và sân bay của đối phương nhằm làm giảm bớt các hoạt động quân sự của Moscow. Gần đây nhất, chiến dịch này của Kiev tập trung vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, đánh vào các nhà máy lọc dầu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Trong các cuộc tấn công ngày 12 đến ngày 13 tháng 3, UAV Ukraine đã tấn công 4 cơ sở lọc dầu của Nga. Kể từ đầu năm tới nay, Ukraine tuyên bố đã tiến hành gần chục cuộc tấn công như vậy. Các chuyên gia và giới chức trách Ukraine cho hay, Kiev hy vọng sẽ có thể làm gián đoạn các tuyến hậu cần và hoạt động chiến đấu của Nga bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu, nơi cung cấp nhiên liệu cho xe tăng, máy bay chiến đấu và các thiết bị quân sự quan trọng khác của Moscow. Kiev cũng hy vọng có thể làm giảm lợi nhuận mà Nga kiếm được từ việc xuất khẩu các mặt hàng dầu mỏ và gây gián đoạn thị trường dầu mỏ nội địa của Nga. Ông Mikhail Krustikin, một nhà phân tích năng lượng độc lập ở Oslo của Na Uy cho hay, các cuộc tấn công đã khiến Nga phải ban hành lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong 6 tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong nước trong thời gian sửa chữa các nhà máy lọc dầu bị hư hại. Trong một bản cập nhật tình báo công bố tuần trước, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng có khả năng công suất lọc dầu của Nga đã tạm thời bị giảm do các cuộc tấn công của Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin ngày 13 tháng 3 nói rằng, mục tiêu của các cuộc tấn công vào cơ sở lọc dầu cùng với cuộc xâm nhập của các nhóm vũ trang được Ukraine hậu thuẫn vào lãnh thổ Nga trong tuần này là nhằm làm gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống ở Nga. Lý do UAV Ukraine nhắm vào các cơ sở lọc dầu của Nga khá rõ ràng. Theo chuyên gia về năng lượng Krustikin và giáo sư Damien Thuộc Đại học Leze ở Bỉ, Nga có rất nhiều nhà máy lọc dầu và chúng nằm dài rác trên khắp lãnh thổ Nga. Moscow không thể bố trí hệ thống phòng không để bảo vệ tất cả các cơ sở đó. Nhiều nhà máy bị tấn công nằm ở phía Tây, gần Ukraine hơn. Các nhà máy lọc dầu nói riêng là trọng tâm hàng đầu vì chúng biến dầu thô thành các sản phẩm có giá trị như xăng, dầu diesel, dầu hỏa và nhiên liệu máy bay. Không giống như các cơ sở hạ tầng khác như đường ống dẫn dầu, các nhà máy lọc dầu có nhiều máy móc với các quy trình kỹ thuật phức tạp, có thể mất tới vài tháng để sửa chữa nếu chúng bị hư hại. Việc sửa chữa có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường so với các lệnh trừng phạt của phương Tây cấm bán một số linh kiện nhất định cho Nga. Sau các cuộc tấn công ngày 12 đến ngày 13 tháng 3, hai nhà máy lọc dầu Nizhny Novgorod phía đông Moscow và ở khu vực phía nam Rostov tạm thời bị dừng hoạt động. Theo chính quyền địa phương, hỏa hoạn cũng bùng phát tại hai nhà máy lọc dầu khác của Nga. Việc các cơ sở lọc dầu của Nga bị gián đoạn hoạt động không có nghĩa là Ukraine thực sự có thể làm suy yếu gã khổng lồ năng lượng vốn là cốt lõi của nền kinh tế Nga và đem lại nguồn tiền để Moscow duy trì chiến dịch quân sự đặc biệt. Hiện vẫn chưa rõ tác động của các cuộc tấn công nói trên đối với cục diện trên chiến trường, Nga vẫn đang có lợi thế và liên tục dồn ép dọc chiến tuyến trong những tuần gần đây ông Sergei Vakulenko, cựu giám đốc cấp cao của Gazprom Nep và hiện là chuyên gia năng lượng tại Quỹ Carnegie Vì Hòa Bình Quốc tế cho biết, Nga đang sản xuất nhiều dầu diesel hơn mức cần thiết để cung cấp cho quân đội. Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Nga cho tới nay hầu như không ảnh hưởng đến công suất sản xuất dầu diesel và ảnh hưởng khá nhỏ đối với doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Nga. Trước đây đã có nhiều nỗ lực nhằm làm suy yếu ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022, các nước phương Tây đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt sâu rộng nhắm vào lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt và than đá của Nga. Hầu hết châu Âu đã từ bỏ năng lượng Nga. Dù vậy, Nga đã tìm cách làm giảm tác động bằng cách mở rộng bán hàng sang các nước thân thiện hơn, chủ yếu là Trung Quốc và Ấn Độ, thậm chí đầu tư vào đội tàu bóng tối để xuất khẩu dầu, tiếp tục xuất khẩu dầu ra thế giới. Thứ trưởng năng lượng Nga Pavel Sorokin ngày 14 tháng 3 cho hay, Nga đang xoay trục một lần nữa để đối phó với thách thức mới, ông dự đoán sản lượng của các nhà máy lọc dầu sẽ giảm trong năm nay, nhưng nhấn mạnh Nga có nhiều lựa chọn và thay vào đó sẽ tăng xuất khẩu dầu thô. Ông Sorokin nói, tình hình vẫn ổn định và không có gì đột biến, xuất khẩu dầu mỏ sẽ cao hơn. Theo Kiev Post trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết ông sẽ không chi một xu nào cho xung đột Ukraine-Nga và rằng Ukraine không thể tự đứng trên đôi chân của mình. Nhà lãnh đạo Hungary cũng cho biết sẽ là tin xấu nếu Tổng thống Joe Biden tái đắc cử ở Mỹ. Đáp lại, đại sứ Mỹ David Pressman tuyên bố trong bài phát biểu đánh dấu kỷ niệm 25 năm Hungary trở thành thành viên NATO rằng những nhận xét như vậy cùng với mối quan hệ nồng ấm của ông Orbán với Moscow và việc ông cố gắng loại Thụy Điển ra khỏi NATO có nguy cơ làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai nước. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hungary cũng từng triệu tập đại sứ Mỹ sau khi Tổng thống Biden nói Thủ tướng Orbán từng tuyên bố không nghĩ nền dân chủ có hiệu quả. Trong buổi vận động tranh cử ngày 8 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Thủ tướng Hungary Viktor Orbán từng tuyên bố thẳng thừng rằng ông ấy không nghĩ nền dân chủ có hiệu quả và đang theo đuổi cách nắm quyền cứng rắn. Ngoại trưởng Hungary Peter Srizakto phát biểu trong cuộc họp báo, Chúng tôi không có nghĩa vụ phải chấp nhận những lời nói dối như vậy của bất cứ ai, ngay cả khi đó là Tổng thống Mỹ. Ngoại trưởng Srizakto cho biết, chúng tôi yêu cầu đại sứ Mỹ cho xem đoạn trích dẫn kèm theo địa điểm và ngày tháng về tuyên bố của Thủ tướng Hungary mà Tổng thống Mỹ cho rằng ông ấy đã nói. Rõ ràng Thủ tướng Hungary không đưa ra tuyên bố nào như vậy, do đó chúng tôi không nhận được phản hồi thực chất từ phía Mỹ. Quan hệ giữa Mỹ và Hungary trở nên lạnh giá trong những năm qua, Mỹ thường xuyên chỉ trích Hungary vì quan hệ chặt chẽ với Nga và trì hoãn nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển. Mỹ còn cho rằng tình trạng dân chủ ở Hungary thụt lùi. Thủ tướng Orbán khẳng định cựu tổng thống Trump là cơ hội duy nhất chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Ông Orbán cho rằng xung đột sẽ không nổ ra nếu cựu tổng thống Mỹ còn nắm quyền, đồng thời cho biết Việc ông Trump quay lại nhà trắng sẽ là điều kiện tiên quyết cho hòa bình vững chắc tại châu Âu. Bên cạnh đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Nga đã đưa gần như toàn bộ lực lượng mặt đất của mình tham gia xung đột ở Ukraina, do đó không gây ra mối đe dọa quân sự lớn đối với NATO vào thời điểm hiện tại. Theo ông Stoltenberg, Phần Lan hiện đang ở vị thế an toàn hơn so với trước khi gia nhập liên minh, bởi vì nước này hiện được bảo vệ bởi các nghĩa vụ phòng thủ tập thể theo điều 5. Tổng thư ký NATO cho biết về cơ bản tất cả lực lượng mặt đất của nga đều tham gia vào xung đột chống lại ukraine vì vậy chúng tôi nhận thấy không có mối đe dọa quân sự ngay lập tức nào chống lại bất kỳ đồng minh nato nào